bắt con cái đó. Còn mấy con này nó làm tháng 2 nó mà ra. Ừ. Ai biết. Ai biết anh. Với đây con. Đây con. 4 5 6 7 7 con cái. 7 con cái hàng 4 tháng nha nè. 7 con cái. Với ông anh mình bắt thêm một con đực nhảy. Một con đực nhảy. Đây, con đực này tướng cao nè. Nhảy nha nè. Ồ, rú rồi luôn thấy không? Anh em thấy không? Đực nhảy ha. Hàng nó phải nét như thế. Hàng nhà nuôi mà anh em. Nhà nuôi thì phải nét như thế. Anh sạn túi ra đi cưng. Sạn túi nào còn một túi nữa được rồi. Một túi nữa, một con cái nữa là ok rồi. Còn bên kia có túi bự rồi, để cho con chồng đực bự. Đây là 7 con cái với một con đực nhảy. Hả? Bên đây cũng được nhưng mà em thấy không im. Không im hả? Ừ, em thấy nó không im. Cho con thỏ rồi em thấy im chứ em thấy con tròn này không im. Thích lại phá. Nó phá nhưng mà nó cắn không im. Con thỏ găng mà trước. Con tròn cũng găng hai bên đây mà nó cắn nhẹ qua mà nó ghét lắm. Hôm qua ở trên Bình Dương cũng đi lộ làng nữa. Bữa nay cũng đi lộ làng nó chết luôn rồi. Ừ, để dòng nó lại đi. Không, để dưới được không? Để trong mới được. Đừng để gì nó lật à. Trong đây nè. Dưới cái băng ghế á. Ừ. Tại em có quấn rồi nên nó không sao chứ á. Đúng rồi. Phải để cho nó nằm xuống hết, đúng rồi. Ừ, cho nó gài lên. Rồi, gọi vậy được, ok đó anh. Rồi, ok. Có gì gọi em.